ba. Thưa quý vị, các bạn, trải nghiệm làm món bánh kẹp cuốn thơm ngon giòn tan là một trong những trải nghiệm thú vị khi đến với Phùng Sơn, thành phố Cần Thơ. Và khi mà tự tay làm chiếc bánh này thì tôi mới biết kỹ thuật làm không hề đơn giản. Của nhà vườn Thành Tâm á, là có những cái mô hình là đặc biệt là xem cá lóc bay nè, cá chê vượt cạn, cá lóc bú bình. Ngoài ra là còn trải nghiệm tát mương bắt cá. Thì khi mà mình làm du lịch, nói về du lịch cộng đồng á, là mình phải giữ cái môi trường cái xanh, sạch, đẹp. Cái điều đặc biệt của Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn á, là cái người khách là hàng đầu. Bởi vì sao? Khi mà người khách mà nhận tour trên tuyến trên á, là biết được hết giá cả. Cái đặc biệt là cái tối kỵ của Hợp tác xã Du lịch là không có chèo kéo chặt chém khách nha. Khi người khách vừa đặt tour là biết mình đi bao nhiêu tiền và đi cái lịch trình như thế nào, phải rõ ràng. Đây là tôi sẽ cho khách vô tham quan, là mỗi một người là mình sẽ có một cái số lượng dùng thử. Một phần như vậy là một tỷ lệ trái là 300 gram một vị khách. Ở đây là nhà chị sẽ có hai loại vú sữa, vú sữa bơ hồng và chín, còn đây là vú sữa giống Meca mới, có thể ăn luôn cả giỏ. Trên tay tôi là trái vú sữa Meca.